Đây là cái nam châm điện dùng để khóa cửa, dùng trong khóa vân tay. Thì cái này là mình sẽ thiết kế cái đây là cái tấm sắt mình sẽ gắn ở một bên của cánh cửa, có thể là cái chỗ cố định, cái chỗ vị trí cố định ở cái khung cửa. Rồi bên này là nam châm điện, nam châm điện thì sử dụng dòng điện 12V, và trên tấm sắt này nó có bố trí một cái nút. Nút này nó có tác dụng là nhả ra khi mình ngắt dòng điện, thì nó sẽ có tác dụng đẩy cái nam châm ra để cửa chúng ta có thể mở được dễ dàng. Còn khi có dòng điện thì là dòng điện nó sẽ làm cho cái nam châm hút chặt vào cái tấm sắt này và giữ chặt cửa không không thể mở được. Đây chúng ta sẽ làm luôn ạ. Đấy, như thế này là nó đã hút chặt vào cái tấm sắt rồi. Bây giờ tôi nhả điện ra phát là nó sẽ rơi ra, nó tự lẩy ra rơi ra. Thế thôi.